Món bắp cải cuộn thịt này rất ngon phải không? Bắp cải là loại rau đa năng, rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống. Bạn có thể sử dụng chế biến nhiều món ăn khác nhau, bao gồm salad, món hầm, súp, món kho và dưa cải bắp. Không chỉ là món ăn phổ biến, bắp cải còn có tác dụng chữa bệnh. Hãy cùng Nông sản Dũng Hà tìm hiểu thêm về loại rau này nhé! Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui! Bắp cải là gì? Bắp cải hay cải bắp là loại rau có nhiều lớp lá dày cuộn quanh cuống. Tùy vào từng loại bắp cải khác nhau mà lá của nó sẽ cuộn chặt hoặc rời nhau, lá nhẵn, phẳng hoặc có nhiều nếp gấp và hơi cong. Lớp lá ngoài của bắp cải thường có màu xanh lá đậm hơn những lá ở bên trong. Cải bắp là cây thảo có thân to và cứng, mang vết sẹo của những lá đã rụng. Lá xếp ốp vào nhau thành đầu, phiến lá màu lục nhạt hay mốc mốc và có một lớp sáp mỏng, có những lá rộng với một thủy ở ngọn lớn, lượn sóng. Vào năm thứ hai cây ra hoa, chùm hoa ở ngọn mang hoa màu vàng có 4 lá đài, 4 cánh hoa, cao 1,5 đến 2,5 cm, 6 nhị với 4 dài, 2 ngắn. Các loại rau bắp cải. Bắp cải xanh. Bắp cải xanh là loại bắp cải thường gặp nhất. Nó có các lớp lá mỏng cuộn chặt, đầu tròn, cầm chắc tay. Các lớp lá bên ngoài có màu từ xanh nhạt đến xanh đậm, còn những lớp lá bên trong lại có màu trắng và xanh nhạt. Rau bắp cải xanh có vị dịu và mát. Bắp cải tím. Bắp cải tím tròn, cứng, có các lớp lá cứng và cuộn chặt. Vị của loại bắp cải này dịu và ngọt hơn các loại bắp cải khác. Và thường được dùng để làm tăng màu sắc trong các món salad, salad bắp cải và các món xào. Lá bắp cải tím thường cứng hơn lá bắp cải xanh do thời gian trồng lâu hơn. Bắp cải tím được trồng quanh năm. Cải Savoie, bắp cải có lá xoăn. Cải Savoie trông giống bắp cải xanh, nhưng phần đầu lá xoăn và có màu xanh lá đậm rồi nhạt dần. Lá cải Savoie mềm, có vị dịu và ngọt hơn bắp cải xanh. Bắp cải Savoie được coi là một trong những loại bắp cải ngon nhất, tuy nhiên loại cải này chỉ xuất hiện theo mùa. Cải Bruxelles, một loại bắp cải nhỏ. Cải Bruxelles nhỏ hơn các loại bắp cải khác, có các lớp lá cuốn chặt, cầm nặng tay và đường kính thường không quá 5 cm. Hình dáng và mùi vị của loại cải này tương tự như bắp cải xanh. Tên cảo loại cải này được đặt theo xuất xứ của nó, đó là thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Bạn nên chọn những bắp cải Bruxelles nhỏ, vì như vậy mùi vị sẽ ngon hơn. Cải thảo. Cải thảo là một loại bắp cải thường gặp, nó có vị dịu mát, giàu vitamin C và được dùng nhiều trong các món salad và các món rau. Phần lớn cải thảo được trồng quanh năm ở châu Á, bang California và đảo Hawaii của Mỹ. Có hai loại cải thảo khác nhau, một loại là cải thảo đầu bếp, loại còn lại là cải thảo chihili. Cải thảo đầu bếp dài và cứng hơn, phần lá ở đầu cải thảo có màu xanh lá. Loại cải thảo này còn có tên gọi khác là Tokyo Giant, Tropical Pride hoặc Winter Time. So với cải thảo đầu bếp thì loại cải chihili có phần đầu lá dài và thuôn và có màu xanh lá đậm hơn. Cả hai loại cải thảo này đều có tên gọi chung là Market Pride, Michihili hoặc Saho Chai. Cả hai loại cải thảo này đều có lá lớn hơn các loại bắp cải hoặc rau diếp khác. Cải thảo được trồng quanh năm và bạn có thể mua chúng tại bất kỳ cửa hàng thực phẩm hoặc chợ đầu mối nào. Cải thảo có nhiều tên gọi khác như bắp cải Trung Quốc, cải thìa, bắp cải Bắc Kinh, bắp cải Tianjin, Hakusai, Pe Chai hoặc Quang Bốc. Lợi ích từ bắp cải. 1. Bắp cải có chứa nhiều chất sắt vì thế nó rất hữu ích trong điều trị thiếu máu cho những người đang thiếu máu do thiếu sắt. 2. Cải bắp cũng là loại rau giàu vitamin và dưỡng chất nên khá hiệu quả trong điều kiện bệnh viêm khớp, suy nhược thần kinh, sự chảy mủ, khó tiêu, tầm nhìn có vấn đề và bệnh béo phì. 3. Bắp cải nổi tiếng với chất đạm tự nhiên được gọi là Indo. Hiện nay nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chất Indo có trong bắp cải có thể giảm nguy cơ phát triển của nhiều bệnh ung thư. 4. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng những lợi ích sức khỏe và giá trị chữa bệnh của bắp cải không chỉ dừng lại tại đó, ngược lại nó còn đóng một vai trò rất quan trọng trong sự ức chế các bệnh nhiễm trùng và loét. Các món ăn từ bắp cải. Bắp cải có thể được dùng để chế biến các món ăn nóng như thịt bò muối đóng hộp nấu bắp cải, súp bắp cải hầm hoặc các món nguội như salad bắp cải. Một món ăn nổi tiếng khác được làm từ bắp cải là món bắp cải muối chua sauerkraut của Đức. Ngoài ra, lá bắp cải cũng được sử dụng trong các món cuốn. Cải thảo thường được dùng trong món salad, bắp cải trộn hoặc được hấp, luộc chín để dùng riêng hoặc bổ sung vào một vài món châu Á. Cải thảo có thể được dùng trong bất kỳ công thức nấu ăn nào có bắp cải. Giá bắp cải. Có rất nhiều địa chỉ bán bắp cải tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và người tiêu dùng thường luôn quan tâm đến giá sản phẩm. Vậy bắp cải đang có giá bao nhiêu? Hiện nay Nông sản Dũng Hà là địa chỉ cung cấp bắp cải chất lượng trên thị trường. Chúng tôi đang bán bắp cải với giá như sau. Giá bắp cải trắng
25.000 đến 30.000 đồng trên 1 kg. Giá bắp cải trái tim, 30.000 đến 35.000 đồng trên 1 kg. Giá bắp cải tím, 50.000 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua trực tiếp hoặc liên hệ hotline 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!